Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái hướng tài vận để xây nhà cho gia chủ tuổi 1967 là tuổi Đinh Mùi. Đó. Thì với cái nội dung là hướng tài vận này thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là 5 cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là gì? Chúng ta sẽ chọn cái hướng tài vận. Đấy, chọn hướng tài vận hướng tốt nhất để xây nhà cho gia chủ 1967 là tuổi Đinh Mùi. Cái nội dung thứ hai là gì? Tôi sẽ chỉ quý vị và các bạn là cách hóa giải cái nhà không hợp hướng với gia chủ tuổi Đinh Mùi. Đấy. Nội dung thứ ba, tôi sẽ chia sẻ quý vị và các bạn là cách bố trí phong thủy, tức là chọn phòng bếp ở chỗ nào này, phòng vệ sinh ở đâu này, phòng thờ chỗ nào, để cầu thang, bể phốt đặt đâu để nó chuẩn phong thủy với gia chủ tuổi Đinh Mùi. Đấy. Nội dung thứ tư là tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái chọn hướng tốt để mở cổng chính, mở cửa chính, mở cửa phụ ở chỗ nào đấy, được tài lộc. Và nội dung thứ năm này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là cách hóa giải cái bếp, cái nhà vệ sinh, phòng ngủ hoặc cái bố cục phong thủy nhà nó bị phạm đấy, để quý vị có thể làm gì bị phạm phong thủy, để quý vị có thể ở trong nhà được cái tài lộc, được may mắn, được bình an. Đấy. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mày bước vào nội dung đầu tiên là chúng ta sẽ xét về cái gì, chọn cái hướng tài vận cho gia chủ từ 1967 là tuổi Đinh Mùi. Thì như quý vị đã biết, những gia chủ từ 1967 ấy có nạp âm, ngũ hành nạp âm là gì, là thiên hà thủy. Đấy. Có cung mệnh là cung càn, đấy, cung càn thuộc kim ở Tây Bắc. Vị trí là với những gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 có mệnh trạch là gì, là Tây tứ mệnh. Thì với những người Tây tứ mệnh thì sẽ có bốn hướng tốt. Bốn hướng tốt với người tuổi 1967 đó là gì? Một là hướng Tây, hai là hướng Tây Nam, ba là hướng Tây Bắc, bốn là hướng Đông Bắc. Đấy, thì trong bốn hướng này chỉ có hai hướng tốt thật sự, hai hướng thật sự tốt với tuổi Đinh Mùi. Và với tuổi Đinh Mùi thì cũng có bốn hướng xấu. Bốn hướng xấu là hướng nào? Là hướng Đông là một này, thứ hai là Đông Nam, thứ ba là hướng Nam và thứ tư là hướng Bắc. Đó, những gia chủ tuổi Đinh Mùi mà ở những hướng tốt như là hướng Tây này thì được sinh khí này, Tây Nam được diên niên, Tây Bắc được phục vị và Đông Bắc là được thiên y. Thì với những nhà ở Tây tứ mệnh ấy thì nó bị thất vị ở sinh khí là Tây và gì ở phục vị là Tây Bắc. Với những gia chủ 1967 tuổi Đinh Mùi mà ở hướng nhà Tây Bắc thì sau 3 năm, sau 3 năm ấy nó chỉ được lộc 3 năm đầu thôi, còn 3 năm sau bắt đầu tài vận bắt đầu đi xuống, công danh sự nghiệp đi xuống và tất cả mọi thứ đều đi xuống đấy, do nó bị thoát vị. Đâm ra là gì? Những với những nhà này, với nhà hướng Tây là một này, thứ hai là hướng Tây Bắc, thì quý vị cần phải làm gì? Cần phải nạp vận lại cho ngôi nhà. Thì ở một số thầy cũng chia sẻ với quý vị là gì? Một là đập đi xây lại, hai là gì? Bán nhà đi mua nhà khác. Thì như vậy là cứ 3 năm chúng ta lại phải bán đi mua lại một lần thì nói chung là nó không ổn định, các cụ người ta nói đúng không ạ, an cư thì lạc nghiệp đấy. Như vậy là gì, cái phương pháp này không ổn lắm. Chỉ là ở ngày xưa ấy, các thầy phong thủy vẫn có một cái phương pháp để nạp vận cho ngôi nhà, đó là gì? Một là gì, đảo lại mái, đảo lại mái nhà. Thứ hai là gì, lát nền nhá. Đó, đó là hai phương pháp nạp lại vận cho ngôi nhà. Thì chúng ta phải chọn cái thời điểm, chọn cái thời điểm phù hợp để làm, chọn thời điểm phù hợp để làm, đúng không? Cho thời điểm để phù hợp để làm, để cho nó gì, cái ngôi nhà ở nó được vượng khí, nó không bị gì, không bị thoát vị, không bị mất bát hao tổn về tài lộc nữa. Đó. Còn với những người 1967 Đinh Mùi á thì ở hướng tốt nhất là hướng gì? Là hướng Tây Nam, là được diên niên. Tây Nam được diên niên và gì? Hướng Đông Bắc thì được gì? Được thiên y. Đó, đó là hai hướng tốt nhất với gia chủ tuổi 1967. Thì sau hai hướng này á thì quý vị có thể chọn hướng gì, Tây là sinh khí, Tây Bắc là phục vị. Thì với hai hướng Tây Bắc và Tây và Tây Bắc thì sau 3 năm quý vị nạp lại vận nhé, nạp lại vận một lần thôi là sao ở trọn đời nó sẽ được thì được, không phải nạp vận nữa. Còn với những gia chủ 1967 Đinh Mùi mà ở những các hướng xấu như là gì, hướng Đông Đông Nam này thì phạm họa hại, hướng Nam phạm tuyệt mệnh này, hướng Đông phạm ngũ quỷ, hướng Bắc phạm lục sát, thì đây là bốn hướng xấu. Bốn hướng xấu này thì quý vị cũng cần phải cách phải hóa giải cho nó. Hóa giải cho nó, hóa giải bằng cách là gì? Treo trước cửa nhà một cái gương bắt quái tinh cầu. Đấy. Treo trước cửa nhà là một cái gương bắt quái tinh cầu. Cái gương bắt quái tinh cầu là pháp khí phong thủy được làm bằng gỗ đào, đấy. Trên nó khắc tám quẻ tiên thiên. Đấy. Nó có tác dụng là gì? Chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng nhá, quý vị nhá. Cái gương bắt quái tinh cầu có tác dụng là chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Thì ngoài cái tác dụng hóa giải nhà không hợp hướng ra, nó còn có một tác dụng nữa, đó là gì? Nó sẽ trấn được những cái thế sát ở phía trước ngôi nhà quý vị. Đấy. Cái chấn ở phía sát ở phía trước ngôi nhà và chấn ở cái sát ở xung quanh ngôi nhà. Ví dụ như là gì, trước cửa nhà quý vị lại có một bãi tha ma, có nghĩa trang, đúng không? Trước cửa là bệnh viện, là nhà xác, là lò hỏa thiêu, là cái cột thu phát sóng của bên viễn thông hoặc là của bên đài truyền hình,
Đấy, trước cửa nhà quý vị nó làm một cái gì, làm một cái đình đền miếu phủ chùa chiền, là nghĩa trang có cái đường đâm thẳng vào nhà, hoặc là gì có những cái đoàn dông ở nhà hàng xóm đâm vào nhà mình đấy, vân vân đấy, thì những đó là những cái sát xấu. Thì quý vị hãy dùng cái gương mắt quái tinh cầu để hóa giải nhé. Đấy, sau khi hóa giải xong ấy, thì quý vị cũng cần phải chiêu tài lại cho ngôi nhà, chiêu tài cho ngôi nhà đúng không? Chiêu tài bằng cách gì? Treo trước cửa nhà cái dây mai hoa phú quý. Cái dây mai hoa phú quý nó kết bằng 5 đồng hoa mai, mỗi đồng được làm bằng đồng đỏ và được mạ vàng 18-24K. Đây là một trong những pháp khí phong thủy chiêu tài hàng đầu khi treo trước cửa nhà. Nếu như tỷ hưu là vật phẩm đặt trong nhà để chiêu tài thì cái mai hoa phú quý này nó là một cái pháp khí phong thủy hàng đầu treo trước cửa nhà để nghênh đón tài lộc. Đó. Thì ngoài cái nghênh đón tài lộc thì cái hoa mai nó cũng sẽ trấn và hóa giải một số cái lỗi sát như là gì? Nó chiêu mời tài lộc là một, thứ hai hóa giải các sao xấu như là nhị hắc bệnh phù, tam bích, khẩu thiệt thị phi, vân vân. Đấy. Thứ ba là gì? Nó cũng hóa giải cái kích thước cửa. Đấy, kích thước cửa nó không đúng kích thước, nó không vào kích thước đẹp trong thước lỗ ban ấy. Đó. Thì cái đây là pháp khí phong thủy vừa chiêu tài nữa, vừa chấn sát được. Và hai cái pháp khí này á, cái mai hoa phú quý và cái gương mất quái tinh cầu thì ở phong thủy lập tài thì cũng được thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. À, đúng với tuổi của gia chủ, với tuổi Đinh Mùi thì sẽ được thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Đó, vì vậy nên là vật phẩm nó sẽ phát huy công năng tốt nhất, nó chia được cái tài lộc và hóa giải được cái thị phi, trấn áp được cái tiểu nhân cho gia chủ và giúp gia chủ ở trong nhà ngày càng vượng khí và có được cái tài lộc. Nội dung thứ ba tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là gì? Là cách bố trí bếp, phòng ngủ, phòng thờ như thế nào sẽ hợp lý. Đây, tôi ví dụ đây là những gia chủ từ 1967 là thuộc trạch càn. Trạch càn ở hướng tây nam được phúc đức, ở tây được sinh khí, tây bắc là phục vị, bắc lục sát, đông bắc là thiên y, đông là ngũ quỷ, đông nam là họa hại và nam là tuyệt mệnh. Đó, tôi lấy ví dụ một nhà hướng tây nam, còn các nhà hướng khác thì quý vị có thể comment ở bên dưới để tôi sẽ làm video khác và làm một video tiếp theo cho quý vị, hoặc là quý vị có thể liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của phong thủy lộc tài để được tư vấn chi tiết. Đó, thì với cái cách bố trí này đúng không ạ, với nhà hướng tây nam thì chúng ta bố trí này, một là bàn thờ, hai là phòng ngủ, ba là cầu thang ấy. Bàn thờ, phòng ngủ, cầu thang thì nó sẽ được nằm ở vị trí tốt như là gì? Ví dụ bàn thờ chúng ta thể ở để phúc đức để phía trước lại được đúng không, hoặc là gì đặt ở chỗ cung phía tây được sinh khí. Thứ hai là gì, cái giường chúng ta đặt ở gì, ở vị trí là phía tây bắc để phục vị và phía đông này, phía đông đặt giường ngủ ở đây đúng không, để được thiên y, đặt giường ở đây đúng không thì được thiên y. Đó, đó thì chúng ta với cái nhà mà hướng tây nam ấy, cho gia chủ tí Đinh Mùi ấy, thì chúng ta những cái bàn thờ là một, cái giường là hai này, cái cầu thang, ví dụ cầu thang chẳng hạn thì chúng ta có thể đặt ở vị trí này hoặc vị trí này. Đấy, để làm gì, để thâu thu cái tài lộc, để chiêu mời khí tốt đúng không ạ. Còn cái bếp và cái nhà vệ sinh, cái bể phốt là những nơi để trấn hung thần, đâu chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí xấu như là vị trí lục sát này, ngũ quỷ này, họa hại hoặc là tuyệt mệnh. Nhưng mà đặt nhà vệ sinh ở trước cửa thì cũng không nên. Đó, quý vị có thể đặt được ba khung này, 1, 2, 3 khung này. Đấy, hoặc là cái bếp đặt đây, ví dụ như là gì, cái nhà vệ sinh quý vị đặt ở phía bắc của nhà để rơi cung lục sát đấy, thì hướng của nó cũng cho là hướng phục vị hoặc là hướng sinh khí để gì chiêu với tốt đúng không ạ, nó là tọa hung hướng cát. Còn cái hướng đông ngũ quỷ thì quý vị có thể là gì, đặt cái bếp ở phía đông đấy, và thì cho nó hướng về gì, hướng về phía phúc đức. Còn trong trường hợp mà quý vị đặt cái nhà vệ sinh ấy thì đó là cách bố trí cơ bản. Còn nếu mà quý vị muốn tùy theo cái nhu cầu sử dụng và công năng sử dụng của quý vị thì quý vị có thể bố trí thêm 1-2 phòng nữa, vân vân. Nhưng mà đại loại là nó sẽ gì, những cái thứ tốt thì nó sẽ là cung tốt, còn những cái chấn hung thần nó sẽ là cung xấu như bếp, nhà vệ sinh, bể phốt đúng không? Thì để bể phốt thì chúng ta để phía đông họa hại được, hoặc phía đông đây, dưới chỗ này, dưới cái phía đông này này, đông và đông nam, để chúng ta bật để bể phốt và nhà vệ sinh đây. Đó, còn trong trường hợp mà gì, quý vị đặt cái bếp nó rơi vào gì, vào cái vị trí xấu như là gì, đặt cái bếp vào vị trí phía tây bắc là một, là cung càn đấy, thứ hai là đặt cái bếp vào cung bản mệnh, thứ ba là đặt cái bếp vào trung cung đấy, thì đấy là ba vị trí xấu. Hoặc là gì, cái bếp của quý vị mà từ cửa chính nhìn vào ấy, nó nhìn thẳng thấy bếp luôn, nhìn thẳng thấy bếp, nhìn thẳng người đến đứng nấu luôn thì nó cũng không tốt, thì quý vị làm một cái vách ngăn. Và đồng thời ấy, ở dưới cái gầm bếp, dưới cái bếp ấy, quý vị cũng treo một cái đồng tiền cửu tinh. Cái tiền cửu tinh là một cái pháp khí phong thủy để chuyên hóa giải bếp sai hướng là một này, thứ hai là bếp lại phạm phong thủy. Đấy, thì quý vị sử dụng một cái đồng tiền cửu tinh treo dưới gầm bếp để hóa giải cái bếp bị sai hướng và cái bếp nó bị phạm phong thủy.
Đó. Còn cái nhà vệ sinh tương tự như cái bếp, nó đặt vị trí xấu như là ở cung Càn là Tây Bắc này, đúng không? Thứ hai là đặt ở cung Bản Mệnh, thứ ba là nhà vệ sinh ở Trung Cung thì nó cũng xấu. Đó. Thì với cái nhà vệ sinh thì quý vị cần phải, vì là nhà vệ sinh đặt trong nhà nó đã xấu rồi thì quý vị cần phải làm gì? Cần hóa giải nó bằng cách đặt một cái hũ đá thạch anh ở trong cái nhà vệ sinh là một. Thứ hai là gì? Trên cái khuôn cửa ấy, quý vị dán ba cái đồng tiền hoa mai theo thứ tự là gì? Hình, chữ, hình. Đấy, để nó trấn cái khí xấu, không cho cái khí xấu nó khuếch tán ra không khí bên ngoài đi đến các phòng ban, gây nên ảnh hưởng sức khỏe và cái tai độc cho gia đình. Đó. Thứ ba là gì? Là cái với cái phòng ngủ nhá. Cái phòng ngủ thì nếu mà quý vị trong trường hợp nhà quý vị cái phòng ngủ nó không hợp hướng chẳng hạn, hoặc là gì, hoặc là có nó có một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn ra bên ngoài mà ở bên ngoài thấy toàn những cái xấu như là bãi tha ma, nghĩa trang, hoặc là đình đền miếu phủ chùa chiền vân vân, hoặc là gì thấy một cái những cái cây to, thấy rừng cây u ám, hoặc là những bãi rác vân vân, đấy là những cái khí xấu. Thì trường hợp đấy quý vị cần đặt cái hồ lô gỗ đào. Cái hồ lô gỗ đào này nó là cái pháp khí phong thủy chuyên để gì? Chuyên để thứ nhất là gì? Nó hóa giải những khí xấu, tà khí, tạp khí, uế khí. Thứ hai là gì? Nó có tác dụng là gì? Tăng cường cái tuổi thọ của những người trong gia đình và tăng cường cái sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình ấy. Thứ ba là gì? Nó nếu mà những cặp vợ chồng trẻ ấy, thì cũng nên đặt một cái hồ lô gỗ đào ở cửa sổ để làm gì? Để cầu con. Thế thì nó là pháp khí phong thủy cầu con rất là tốt. Tiếp đến là gì? Những cái trong trường hợp mà nhà quý vị mà có cửa đối nhau ấy, cửa chính mà nhìn thẳng đến cửa bếp này, hoặc là cửa bếp và cửa vệ sinh đối nhau, hoặc hai cái phòng ngủ đối nhau, hoặc là gì phòng ngủ với nhà vệ sinh đối nhau vân vân, tức là các cửa trong phòng nó đối nhau đấy thì nó cũng không tốt. Thì quý vị cũng cần phải là gì, sử dụng ba cái đồng hoa mai dán dưới khuôn cửa theo thứ tự là gì, hình, chữ, hình. Đấy, đồng giữa là chữ, hai đồng hai bên là màn hình úp xuống để trấn cái sát khí và trấn cái khí do cái cửa đối xung nó mang lại. Đó. Đó là cái cách bố trí và cách hóa giải nhà không hợp hướng, các phòng ban không hợp hướng và sao cùng phong thủy. Quý vị lưu ý nhé, tất cả các vật phẩm của phong thủy độc tài như gương bắt quái, gương bắt quái tinh cầu, hồ lô gỗ đào, hay là tiền cửu tinh, hay là mai hoa phú quý, hay là tất cả các vật phẩm thì đều được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi gửi đến cho quý vị. Đơn giản quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Và cái nội dung tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là gì? Là cái chọn hướng tốt để mở cổng, mở cửa. Đấy, chọn ở vị trí nào để thâu thu được tài lộc. Đó. Thì để lựa chọn được cái cửa ấy, thì chúng ta phải dựa vào cái gì? Đấy, căn cứ vào cái vòng phúc đức. Đấy, cái vòng phúc đức là vòng để gì? Để mở cổng, mở cửa. Đấy, thì quý vị có thể chọn vào cái vòng phúc đức để mở. Thì đây ví dụ như là nhà gì? Nhà chúng ta là đây tôi ví dụ một cái nhà hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam đúng không? Hướng Tây Nam thì sẽ gồm ba sơn là Mùi, Khôn, Thân. Thì sơn Mùi ấy, Mùi nó rơi vào Tố Tụng thì không tốt, chứ không mở được đúng không? Thì chúng ta chỉ còn Khôn là được Quan Tước này, và Thân thì được Quan Quý. Đấy, thì chúng ta có thể mở cửa như thế nào đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể mở sơn Mùi và sơn Khôn. À, sơn Khôn và sơn Thân. Đầu tiên để xác định được vị trí mở cửa thì chúng ta phải xác định được tâm nhà. Tâm nhà bằng cách chúng ta kẻ giữa hai đường chéo đúng không? Hai đường chéo giữa hai cạnh của nhà. Thì cái chỗ mà giao nhau nó thì nó chính là tâm nhà. Và thì chúng ta sẽ xác định một cái đường trục, đường tâm của nhà. Đường tâm của nhà đây. Đấy. Sau đó chúng ta đặt cái thước lập cực vào. Đúng không? Sao cho gì? Vì đây nhà hướng Tây Nam thì chúng ta chọn Tây Nam nhé. Quý vị đo được bao nhiêu độ ấy? Đây này, bao nhiêu độ thì quý vị đặt nó vào gì? Quý vị đặt ba được 230 độ thì quý vị đặt cái đường tâm vào gì? Vào chỗ 230 độ. Và cái trục này gì? Cái tâm của thước lập cực trùng với tâm nhà này, đường tâm này này. Đường tâm ở nhà lại trùng với cái tọa độ mà quý vị đo được. Ví dụ đây tôi đang lấy ví dụ nhà Tây Nam Mùi, Khôn, Thân thì nó rơi vào gì? 225 độ nhá, ví dụ cái này. Đấy, thì với nhà hướng chính Tây Nam ấy thì chúng ta mở cửa ở vị trí nào? Đúng không? Chúng ta có sơn Mùi này. Sơn Mùi nó rơi tầm 1/3 đây, đấy. 1/3 đây là sơn Khôn. Đây là Mùi này, Mùi, Khôn và Thân. Đấy, thì với nhà hướng chính Đông Nam ấy thì quý vị sẽ mở cửa ưu tiên đấy, từ vị trí 2/3 này đến hết đây. Đúng không? Đấy, quý vị mở cửa vị trí này. Đây là gì? Khôn. Và đây là Thân. Đó, đây là Mùi. Trong trường hợp mà quý vị mở cả nhá, quý vị mở cả cho nó cân bốn cửa thì quý vị ưu tiên đi về phía bên tay phải này. Ưu tiên đi về phía bên phải nhá, để thu hút được cái tài lộc. Đó. Còn tiếp tục gì? Quý vị muốn mở một cái cửa ở phía Tây Nam, đúng không ạ?
hướng mở cửa một cái cửa phụ ở chỗ phía tây nam, phía phía nam thì vị làm nào đúng không? Thì chúng ta biết là phía nam sẽ gồm sơn là Bính Quận Đinh đúng không? Bính nó rơi vào Ôn Hoàng không mở được này, Ngọ nó rơi vào Tiến Tài thì chúng ta mở được này, nếu Đinh nó rơi Trường Bệnh thì chúng ta không nên mở đúng không? Như vậy là gì? Chúng ta có thể mở một cái cửa phụ ở phía nam, đây phía nam căn nhà, để làm gì? Để chúng ta chiêu mời cái tài lộc đúng không ạ? Thì đây chúng ta cũng để nhà tây nam đúng không? Nam sẽ rơi vào gì? Vào cung Ngọ, cung Ngọ đây, đoạn này là một, thứ hai là gì? Nó đến đoạn này đấy, tức là từ đoạn này đến đoạn này quý vị có thể mở một cái cửa phụ ở đây để thu thu tài lộc đó. Tiếp đến ví dụ như gì, quý vị ở nhà hướng ví dụ như nhà quý vị hướng chính đông bắc thì sao? Hướng đông bắc nhá thì sao? Vị đông bắc nó gồm ba sơn là Sửu Cấn Dần đúng không? Đấy, Sửu Cấn Dần thì Sửu nó rơi vào gì? Vào cô quả, chúng ta không mở được. Đấy. Cấn nó rơi Vinh Phú thì ok, Dần nó rơi vào Thiếu Vong không mở được. Đấy. Thì chúng ta làm nào? Đây chúng ta tiếp tục xác định. Ví dụ nhà quý vị là hướng đông bắc nhá, hướng đông bắc. Đây quý vị đặt cái thiết lập cực chọn cái hướng đông bắc đây. Đúng không? Đặt tâm thước trùng với lại tâm của nhà và gì? Cái đường trục này nó trùng với hướng vị đo được như đo được nhá. Sau đó chúng ta tìm đến sơn gì? Sửu là không xây được này, đúng không? Xỉu không xây được này, còn Cấn và Dần đấy. Như vậy là với những nhà mà hướng gì, hướng cửa hướng chính đông bắc ấy, thì quý vị nên gì, mở vị trí giữa này đấy. Còn quý vị mà nếu mà mở hai bên cho cân ấy, cho rộng cửa ấy, thì quý vị ưu tiên nhé, đi đi ở chính giữa, đi ở chính giữa để có được tài lộc. Thì tương tự như vậy, về ví dụ nhà hướng bắc, ví dụ hướng bắc sẽ gồm ba sơn là gì? Hướng bắc sẽ gồm ba sơn là Nhâm, Tý và Quý đúng không? Thì nếu mà quý vị ở mà vị trí Nhâm ấy, Nhâm là từ 337,5 độ đến 352,5 độ ấy, thì được gì? Được vượng tàm là tốt. Đấy, mà Tý á thì được tiến điền cũng tốt. Đấy, riêng vào Quý thì nó sẽ rơi khốc khấp, nó xấu thì chúng ta mở. Ví dụ nhà hướng bắc đúng không? Nhà hướng bắc thì chúng ta mở vị trí nào? Đây, chúng ta lại tiếp tục xoay cái thước lập cực về hướng bắc. Hướng bắc đặt cái tâm thước trùng với lại cái tâm của nhà và gì? Và cái độ số đo được trùng với độ số của gì? Của cái đường đường tâm đúng không? Như vậy là gì? Chúng ta sẽ có Nhâm, Tý, Quý đúng không? Thì Tý và Quý, Nhâm và Tý thì chúng ta mở được. Như vậy là với những nhà hướng hướng Bắc thì chúng ta sẽ ưu tiên mở gì? Mở phía bên trái để từ 2/3 cái vị trí này. Và gì? Nếu quý vị muốn mở đủ ấy thì quý vị ưu tiên đi bên gì? Đi bên trái nhá. Đấy là với nhà hướng Bắc. Thì tương tự với các nhà hướng khác, tương tự với các nhà khác quý vị dựa vào cái bảng Phúc Đức. Ví dụ như là hướng hướng tây đúng không? Hướng tây sẽ ba sơn là Canh, Dậu, Tân. Thì Canh nó rơi vào Tự Ải không mở được đúng không? Dậu rơi vào Tráng Vượng mà được. Đấy, Tân nó rơi vào gì? Vào Phúc Hưng mà được đúng không? Đó thì với những nhà hướng tây ấy, chính tây ấy, thì quý vị sẽ đi về ưu tiên đi về hướng phía bên tay phải. Bên phải có ngôi nhà tốt hơn. Ví dụ như là gì? Hướng đông thì nó sẽ gồm ba sơn là Giáp, Mão và Ất đúng không? Nếu mà mở vào Giáp thì nó vào xương dâm là xấu. Đấy. Còn Mão thì nó vào thân hôn là tốt. Ất nó vào hoàn lạc cũng tốt đấy. Thì chúng ta gì, với nhà hướng 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 đông thì chúng ta ưu tiên về đi về phía phía bên phải đấy. Còn với nhà hướng gì, hướng đông nam sẽ gồm ba sơn là Thìn, Tốn, Tỵ đúng không? Thì Thìn nó rơi gì, rơi vào Bại Tuyệt không mở được, chỉ còn Tốn là vượng tài và gì, Tỵ là phúc đức đấy. Thì chúng ta có thể là gì, mở ở ở phía bên tay phải, 2/3 bên tay phải và ưu tiên đi bên tay phải đó. Còn các hướng khác thì quý vị làm tương tự nhé, các hướng khác quý vị làm tương tự để có được cái gì, căn cứ vào cái bảng Phúc Đức để quý vị mở cửa cho nó được tốt lành nhất. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về cái hướng tài vận của gia chủ 1967 là tuổi Đinh Mùi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.